Đâu? Vậy ông trưởng làng đâu rồi? Hồi nãy ông còn ở đây mà. Vậy chắc là ông ấy vào trong đó cứu con Kim Qua Qua. Chúng ta hãy vào phụ ông ấy đi. Chúng ta lui ra, lui ra đi. Trưởng làng à, Kim Qua Qua đâu rồi? Kim Qua Qua ở trong động mà bị nhiều rắn độc rượt đuổi, ta không có cứu được. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Còn nói nữa, bao xong vào đi. Đúng rồi, thôi. Chúng ta đừng có vào trong đó, có rất nhiều rắn độc. Chút xíu nữa ta không ra được rồi, đừng có vô nha. Trưởng làng à, nếu như Kim Qua Qua bị rắn cắn chết thì chúng ta sẽ chết đói mà thôi. Mau đi vào đi. Đừng mà. Hay cứ để cho tôi vào tìm giùm cho. Tiểu huynh đệ này là... hai vị này ngang qua đây thôi. Tiểu huynh đệ, cậu chịu giúp chúng tôi xin đa tạ. Nhưng mà không thể nào đâu, chúng tôi không thể để cậu chết ở trong đó. Ông yên tâm đi, tôi biết một chút võ công, có thể tôi vào đó sẽ không sao đâu. Đừng mà tiểu huynh đệ, bạn của cậu cũng bị thương kìa, phải chăm sóc đó, cậu đừng có vô. Dung Nhi à, mụi vào đi, mụi còn chịu đựng được, đừng lo cho mụi. Nhưng mà mụi biết huynh là người tốt bụng, nếu huynh không vào huynh sẽ tự trách mình. Hơn nữa mụi tin chắc huynh sẽ trở ra được. Chú Lan à, nếu như tôi không quay ra được, phiền ông làm ơn chăm sóc cổ giùm cho tôi. Tỉnh ca, nếu huynh không trở ra được, mụi sống cũng không có ý nghĩa gì. Huynh nhất định phải trở ra, mụi chờ huynh ở đây. Ê, tiểu huynh đệ à, cậu hết lòng vì chúng tôi, chúng tôi không thể không trả ơn cậu. Nè, cậu mong cậu gặp may mắn nha. Cái gì yên tâm đi, tôi không sao đâu. Nè, nhớ cẩn thận đó. Sao bây giờ còn chưa ra nữa? Tại sao bây giờ còn chưa ra, không biết có sao không? Không được, không phải đâu. Tình ca nhất định sẽ trở ra. Ê, nhìn kìa. Trời ơi, mau thả nó xuống sông đi, mau lên đi. Kim Qua Qua, Kim Qua Qua. Kim Qua Qua, mong nhà ngươi hiển linh, đuổi bọn rắn đi hết nghe. Hai vị đã cứu cả làng chúng tôi, nay xin nhận chúng tôi một lại. Nè, không cần đâu, mọi người đứng dậy đi. Hai vị đã có lòng tốt, xin nhận một lại này đi. Đúng rồi. Xin hỏi thăm quý danh của hai vị là gì? Quỳnh ấy là Quách Tĩnh, còn tôi là Hoàng Dương. Quách Đại Hiệp, Hoàng Nữ Hiệp. Quách Đại Hiệp, Hoàng Nữ Hiệp, nếu hai vị không chê là chúng tôi sơ sài á, xin ở lại vài ngày đi, để chúng tôi tỏ lòng biết ơn. Phải rồi. Xin được khách sáo, chúng tôi còn phải lên đường nữa. Chắc là hai vị chê làng chúng tôi nghèo nàn, không thể tiếp đãi hai vị chứ gì. Phải rồi. Ý chúng tôi không phải vậy đâu, vì chúng tôi có chuyện gấp cần phải lên đường thôi. Nếu là vậy thì tôi xin đưa hai vị một đoạn. Xin hỏi hai vị đi đâu? Chúng tôi có chuyện gấp, muốn gặp Nhất Đăng Đại Sư. Nhất Đăng Đại Sư? Chủ làng à, ông biết ông ấy sao? Không phải, nhưng mà tôi biết chỗ của ông ấy, hay là để tôi dẫn hai vị đi. Chủ làng à, vậy làm phiền ông rồi. Hai vị mời. Xin chào mọi người. Xin chào. Hai vị tìm Nhất Đăng Đại Sư, không biết là có chuyện gì? Chúng tôi có chuyện gấp muốn gặp ông ấy. Ta biết, hai vị muốn kiếm sư phụ ta để trị thương cho cô ấy. Chủ làng à, ông ấy là sư phụ của ông sao? Đúng vậy. Nhưng mà ngươi không cần kiếm ông ấy nữa, vì sư phụ của ta đã qua đời rồi. Ông ấy đã qua đời rồi? Đúng. Tôi
đã từng nghe như đang đại sư nổi tiếng là Nhân và Nghĩa. Thật không ngờ đệ tử ông ấy lại nói dối. Nếu ông không dẫn chúng tôi đi, vậy thì thôi. Tịnh ca, chúng ta đi. Hai người không được tìm ông ấy. Chú Lan à, cô là con gái của Hoàng đạo chủ đảo đầu qua, là ban chủ cái ban hiện nay. Rất mong trưởng làng nghĩ tình Hoàng đạo chủ và Hồng ban chủ, dẫn chúng tôi đi gặp sư phụ của ông. Cô ấy là ban chủ của cái ban à? Đúng vậy, đây chính là đã cầu bổng của cái ban. Vậy Hồng ban chủ có quan hệ gì với hai người? Ông ấy là sư phụ của chúng tôi. Có phải Hồng ban chủ nói với các người tới đây không? Đúng vậy. Vậy ta không thể dẫn hai người đi được. Tại sao vậy? Hai người đừng hỏi tại sao. Nói chúng ta nói không được là không được. Sao ngang tàn quá vậy? Tịnh ca, mặc kệ ông ấy, chúng ta đi. Chú Lan, xin thứ lỗi. Đi Quynh. Tịnh ca, mùi khát nước quá. Ờ được. Đốn củi rất là thú vị. Đừng có chê đốn củi là nghề thường. Biết bao nhiêu công hầu khinh tước, thi sĩ tao đàn đều mơ màng. Đốn củi thật là thú vị. Tiểu phu này kỳ lạ lắm, chúng ta nên đề phòng. Kẻ to gan nào xem lén ta đốn củi đó. Tiểu bối, giang sơn gấm dốc nay đang nguy ngập, nhưng không ngờ lại có kẻ nhàn rỗi đi du ngoạn khắp nơi. Chẳng lẽ ông ở đây đốn củi thì giúp được đại tống phục hưng hay sao? Phong bản dị túy, ba đào như lộ, sơn hà giảng lý đồng quan lộ, vọng tây đô cảnh triều tượng, thương tâm tần hãn kính hành sứ, cương quyết dạng gian đã biến thành thổ, hùng ba tánh khổ dòng ba tánh khổ. Hay, bài từ thật hay. Hay, hay thế nào? Thanh sơn tương đại, bậc nhân tương ngoại, dòng bất kiến chỉ là bào cộng hoàng kim đới, nhất mau trai đã qua khai, quan tướng thì gia hưng, phế thì thành bại, liễu hạng đan tiêu diệt lạc tai, bần khí bất cải, đại chí bất cải. Hay, đúng là bài từ rất hay. Hai người muốn lên núi sao? Tiểu bối à, đúng vậy. Nếu muốn xin nước uống thì qua được, nhưng nếu muốn xin chuyện khác thì miễn đi. Tiểu bối à, chúng tôi muốn gặp Nhất Đăng đại sư. Vậy thì mời hai vị đến nhà của ta uống ly rượu. Ê, không cần, chúng ta đi. Không được. Sanh di khổ, tử di khổ. Tại sao cưỡng cầu sinh mà khí tử? Cản cũng phải lên, không cản cũng phải lên. Đi. Tiểu bối, xin thứ lỗi. Chúng tôi đi được rồi chứ? Dung Nhi à, mình nghỉ chút đi. Được. Nè, mùi khó chịu lắm phải không? Đâu có. Mùi còn chối nữa. Nếu không á, mùi không chịu nghỉ đâu. Mùi sợ Quynh mệt, cho nên nói mệt thôi. Mùi vẫn còn... Còn nói nhiều nữa sao? Ngư tiều căn độc tất cả bốn người, nhưng mà chúng ta mới gặp được có hai người thôi. Không biết chừng nào mới gặp được đoàn hoàng thượng nữa. Càng sớm càng tốt. Võ công của bốn người này không giỏi, nếu sớm đánh bại họ thì mình gặp đoàn hoàng thượng sớm. Võ công của hai vị ngư tiều cũng không tới nổi dở lắm, chỉ vì họ là người tốt thôi. Ủa, người thứ ba đó Quynh. Hai người lên đây bằng cách nào? Tôi đoán đi, hai vị sư huynh của ông đánh không lại chúng tôi.
Hai người lại. Chúng tôi nói chi cho mệt. Theo muội nghĩ chúng ta phải đánh thôi. Hai vị sư huynh ta đi đâu rồi? Chưa có chết đâu. Tiền bối, chúng tôi muốn gặp sư phụ của ông. Chuyện gì? Nhờ ông ấy trị thương. Tiền bối à. Dung Nhi, Dung Nhi, Dung Nhi à, muội sao rồi? Muội nghĩ chắc muội phải chết quá. Dung Nhi, muội đừng nói bậy mà. Dung Nhi, muội thấy sao? Dung Nhi, mấy người ở đây sao mà tệ quá, thấy chết mà không chịu cứu. Người nông kia, bộ tôi chết người vui lắm hay sao? Không phải là ta không muốn giúp người, nhưng sự thật sư phụ ta không biết cứu người. Cô kiếm người khác đi. Tỉnh ca, mình đừng xin ông ấy nữa. Ông ấy không phải là người đâu. Thà mùi chết mùi cũng không xin. Ai chết cũng không xin đâu. Kim Nhi. Kim Nhi à, mùi không sao hả? Mùi không sao. Mùi thấy huynh tránh chỗ này tránh chỗ kia, biết tránh tới chừng nào. Chúng ta đi đi. Hai vị thí chủ, xin chờ một chút. Xin hỏi tiểu sư phụ có gì chỉ dạy không? Chắc hai vị muốn lên núi Nhất Đăng để trị thương có phải vậy không? Dạ phải, sư phụ là... Tôi chỉ là một chú tiểu của núi Nhất Đăng mà thôi. Cả chú tiểu cũng muốn cản chúng tôi. Dạ không dám, tại vì núi Nhất Đăng chúng tôi có một quy tắc. Bất cứ ai muốn gặp sư phụ của tôi phải chờ sự đồng ý của sư huynh tôi mới được đó. Vậy sư huynh của chú tiểu đang ở đâu? Dạ ở bên trong. Chúng ta vào đi. Ê, khoan đã. Sư huynh của tôi rất là kiêu ngạo, trừ phi là những người có trí thức. Ngoài ra huynh ấy sẽ không tiếp ai hết. Vậy ở đây chỉ có một câu đối mà thôi, không có câu đối dưới. Nếu hai vị thí chủ không đối được câu dưới thì xin trở về cho. Phong bảy tông lữ, thiên thủ Phật giao tiếp điệp thiết. Dễ dàng thôi. À, được rồi. Sương Điêu Hà Diệp, Độc Cước Quỷ Đáy Tiêu Giao Khang. A Di Đà Phật, thí chủ quả là người có học. Xin mời. Theo muội nghĩ chắc phải đối ra câu dưới mới được vào. Vị thí chủ này rất là thông minh. Cầm sách tỳ bà, bát đại dương nhất ban điều diệu. Càng đối sao càng thấy dễ. Dễ thì dễ thật, như sợ sau khi tôi nói ra chạm tới bốn vị sư huynh của chú tiểu. Bốn vị sư huynh của tôi cũng không phải là người hẹp hòi. Thí chủ xin đối tiếp câu dưới. Ly dị giọng lưỡng, tứ tiểu quỷ các tự đổ trương. Khâm phục, khâm phục. Xin mời hai vị. Hai vị vào được đây tức là võ công và trí thức cũng khá lắm. Nhưng mà hình như là hoang đường quá. Tại sao lại nói như vậy? Mạnh Tử có câu, nam nữ thọ thọ bất thân. Hình như hai vị không giống là phu thê, cũng không phải là huynh muội, nhưng lại âu yếm như vậy, thật là quá đáng. Mạnh Tử nói bậy giỏi nhất, lời của ngài đâu có đáng tin. Hỗn lâu, Mạnh Tử chính là thánh hiền, sao ngươi dám ra lời sỉ nhục? Khất khái hà đằng hữu nhị thê, lần gia yên đắc hứa đa kê. Đưa thời thượng hữu châu thiên tử, hạ sự phân phân thuyết ngụy tuệ. Thật là hỗn láo. Ông ta không sao, ông ta không chết đâu. Chẳng lẽ là ở đây?
mình đã vượt hết trận rồi. Hãy làm mở cẩm nang ra xem. À, đúng vậy. Bức tranh kỳ lạ quá, có ý nghĩa gì chứ? Muội chỉ biết người vẽ bức tranh này vẽ xấu lắm. Hai vị đi từ nơi xa xôi, xin hỏi có chuyện gì? Đệ tử Quách Tĩnh và Hoàng Dung xin cầu kiến Nhất Đa đại sư, xin thưa giùm. Đoàn hoàng thượng đã qua đời từ lâu lắm rồi, xin mời hai vị hãy trở về đi. Mong sư phụ vì tình thất công và đảo chủ đảo đầu qua ra gặp chúng tôi. Nhờ thầy trao tấm này giùm cho sư phụ. Sư phụ, tôi mời hai vị vào. Ờ, được. Xin hai vị thí chủ chờ một chút, tôi ra ngoài chăm trà. Đa tạ. Bốn vị tiền bối. Bị ta đánh bại còn muốn làm gì? Tùy hai người đó vào đây, nhưng mà không bao giờ gặp được sư phụ ta đâu. Tiền bối à, đừng nói nữa. Nếu không dừng tay, đừng trách tôi vô lễ. Võ công của tiểu huynh đệ quả nhiên cao siêu. Sư phụ. Thất công huynh đã nhận được một đệ tử tốt. Con cái của dược sư huynh cũng rất khá đó. Bốn đệ tử ta nói võ công và trí thức của hai vị đều giỏi hơn họ. Nếu sự thật như vậy thì là chuyện đáng mừng. Đại sư là đoàn hoàng thượng. Trên đời này đã không còn đoàn hoàng thượng nữa. Pháp danh của Bần Tăng là Nhất Đăng đại sư. Hèn chi họ nói đoàn hoàng thượng đã qua đời rồi. Sư phụ, họ đã nghe lời bọn giặc giang, xin sư phụ đuổi họ xuống núi. Đại sư, Dung Nhi bị cầu thi nhẫn của thí trưởng bang đánh trọng thương, nghe nói chỉ có đại sư mới cứu được cổ thôi. Xin đại sư mở lòng từ bi trị thương cho Dung Nhi. Nè, đứng dậy. Hai vị đứng dậy. Sao các người tiếp đãi khách vô lễ như vậy chứ? Sư phụ, bọn họ. Nhân duyên hòa hợp, tùy duyên biến dị. Nếu hai vị khách đã lên được núi này, tất nhiên là người hữu duyên. Ta nhất định sẽ cứu cô. Bức tranh rất có hiệu. Bức tranh gì? Bức tranh của Lưu Anh. Là bà ấy. Bức tranh đâu? Con đưa rồi mà. Hồi nãy sư phụ tịnh tu ở trong phòng, đệ tử không dám vào quấy, xin sư phụ tha lỗi. Nếu cô không nhắc tới, xem chút ta đã quên mất rồi. Thì ra người này sợ ta không chịu cứu cô, cố tình vẽ bức tranh này trêu chọc ta. Thật không ngờ, không ngờ tới ngày hôm nay bà ấy vẫn giận ta. Đừng nói nữa, ta phải trị thương cho cô ngay lập tức, nếu không ta sợ sẽ không kịp đó. Đa tạ đại sư. Sư phụ, cái này rõ ràng là cái bẫy, xin sư phụ đừng có mắc bẫy. Ngươi đừng nói nhiều, hai vị theo ta vào trong. Dạ. Quách Tĩnh, ngươi đứng canh gác ở ngoài, ai cũng không được phép vào trong, kể cả đệ tử của ta. Dạ. Nếu họ cố tình xông vào đây, ngươi cũng phải đánh lui họ. Tại vì nếu ta bị quấy nhiễu, sẽ nguy hại tới tính mạng của hoàng cô nương đây. Dạ, bối tuân lệnh. Hoàng cô nương, cô ngồi thẳng lên. Cô nghe cho kỹ.
Nếu lát nữa cảm thấy khó chịu chỗ nào, cô nhớ đừng dẫn khí chống lại đó. Hả? Dạ, con coi như con chết rồi. Cô rất thông minh. Sư phụ. Cái gì? Tại sao phải làm vậy? Chúng tôi phải vào cứu sư phụ. Sư phụ. Hoàng cô nương không sao. Cô ấy không sao rồi. Dung Nhi. Tịnh ca. Muội có sao không? Muội không sao. Để cô ấy nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi. Đại sư, đa tạ đại sư cứu sống con. Không có gì, nhưng mà cô nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay cô xem như chưa từng xảy ra, đừng nhắc lại với ai đó. Sư phụ, cẩn thận, đi vào trong. Đại sư vì cứu sống con, hao nhiều công lực, ơn nghĩa này con xin suốt đời không quên. Cô không cần cái sáo, không cần. Đây là cửu hoa ngọc lụa hoàng, lấy cho đại sư uống đi. Sư phụ. Sư phụ, thấy sao rồi? Có đỡ hơn không? Sư phụ. Ngươi đỡ cô ấy vào trong đi, mau lên. Tỉnh ca, mười mệt đến nỗi tay dơ không nổi. Sư phụ, thuốc này sao lại như sư phụ ta đã liều chết cứu nhà ngươi, sao ngươi lại trả ơn bằng thù? Không, sao lại như vậy? À, ngươi còn dám bỏ sao? Ngừng tay. Không phải đâu. Nếu họ muốn giết sư phụ thì đã có rất nhiều cơ hội. Nếu họ bây giờ ra tay, các con không cách nào chống lại họ. Hai người cút đi. Bây giờ đại sư như vậy, làm sao chúng tôi đi được? Hai người đừng có làm bộ nữa. Sư phụ ta đã bị hai người hại rồi. Sư phụ khi cứu một người sẽ hư hao 3 phần công lực, hơn nữa trong mấy ngày lại mất hết hẳn công lực của mình. Lưu Anh có thù với sư phụ của ta, nên nói hai người tới xin sư phụ của ta. Đây là âm mưu. Hèn chi các vị cứ cản trở chúng tôi. Đại sư, chúng tôi đã làm hại đại sư rồi. Không phải tại hai vị, mà là ý trời. Sư phụ, họ dùng thuốc độc hại sư phụ, sao sư phụ còn bảo vệ cho họ? Ta đã dặn là đừng nói là hai vị thí chủ này nữa. Đúng rồi, thuốc giải của sư đệ ta tặng cho ta, mau lấy cho ta uống đi, mau lên. Dạ sư phụ. Sư phụ à. Sư phụ. Chuyện gì? Lúc nãy có người đem gói này tới. Ngươi ra ngoài trước đi. Dạ. Sư phụ. Rốt cuộc cũng tìm tới đây. Hả? Để con ra chặn bà ta. Đúng vậy. Khoan đã. Nếu như đã tìm đủ mọi cách muốn giết sư phụ, sư phụ sẽ chờ tại đây. Đại sư, vì chúng con đã hại đại sư nên chuyện này cứ giao cho chúng con đi. Hai vị rất là tốt. Sư phụ à, thuốc giải đi. Sư phụ, cẩn thận. Sư phụ,
Hai vị đi theo ta. Dạ. Quà cô đưa. Đại sư, ta nghe nói cha của cô văn võ song toàn. Ông ấy chẳng những võ công cao siêu, về mặt cầm kỳ thi họa ông ấy cũng rất là giỏi. Ta nghĩ cha nào thì con nấy thôi, chắc cô nương cũng giỏi về phương diện này. Đại sư đã quá khen rồi. Ở đây có một bức tranh, xin cô chỉ giáo giùm. Anh cô, đại sư à, sao đại sư có bức họa của anh cô vậy? Phật gia có tam giới: tham, sân, si. Mãi tới bây giờ ta vẫn chưa qua khỏi giới thứ ba. Đúng là lục căn di tịnh mà. Đại sư, anh cô có quan hệ gì với đại sư? Anh cô, tính của anh cô trở nên kỳ lạ như vậy tất cả cũng tại ta thôi. Nghiệp chướng của ta quá là sâu nặng. Phải rồi, đối với bức tranh này cô có ý kiến gì không? Bút pháp rất chặt chẽ, nét vẽ rất tế nhị. Người vẽ bức tranh này rất thích người trong tranh, mới vẽ được như vậy. Nhưng mà màu sắc trong bức họa khác nhau, hình như vẽ được phân nửa đã để lại một thời gian mới vẽ tiếp. Hoàng cô đương, cô đúng là có tài. 10 năm rồi, bức tranh này phải mất 10 năm mới vẽ xong. Có lẽ vẽ xong sớm một chút thì tình hình đã khác hẳn bây giờ rồi. Lúc bấy giờ anh cô gả cho ta, vì ta quá si mê võ công nên không chăm sóc tốt cho bà ấy. Tham kiến hoàng thượng. Có chuyện gì? Đạo trưởng Dương Trùng Dương cầu kiến. Hãy dẫn đạo trưởng vào nội điện, trẫm sẽ tới ngay. Dạ. Tham kiến hoàng thượng. Bình thân. Thì ra là Dương đạo trưởng. Hữu lễ, hữu lễ. Hoàng thượng. Hoàng thượng, cách biệt lâu nay võ công của ngài đã tiến bộ rồi đó. Đạo trưởng, đạo trưởng cũng khá mà. Cầu Thiên Nhẫn có tới phá nữa không vậy? Hạng người như Cầu Thiên Nhẫn, thật ra hắn đã muốn giết ta từ lâu rồi. Nếu vậy hoàng thượng phải để ý đó. Ê, đạo trưởng, đạo trưởng tới đây có phải muốn thử võ công với ta hay không? Ê, không phải. Lần này ta nghĩ ra một loại võ công nên tới đây nghiên cứu với hoàng thượng thôi. Như vậy thì chấm sẵn sàng. Cho ta chơi với, cho ta chơi với. Ngươi có sao không vậy? Là ngươi không sao chứ? Đâu muốn giết ta hay sao vậy? Vậy này chính là... Ta là Châu Bá Thông. Thì ra là Châu Huynh. Thất lễ, thất lễ. Trời ơi, đừng có khách sáo làm gì hết trơn á. Đây là sư đệ của tôi. Nó chưa từng vào hoàng cung nên mới muốn vào thăm quan thôi. Có phải Châu Huynh muốn lấy tập Ngũ Âm Chân Kinh không? Không phải. Tập cái này chán lắm, xin miễn đi. Tính của nó không kiên nhẫn như vậy, hay chúng ta cứ tập đi. Phải. Châu Huynh, Huynh ơi, xin đừng khách sáo. Hoàng cung lớn như vậy á, ta biết tự mình đi rồi ha. Được. Để mình ta đi tham quan nghe. Được, tự nhiên. Vườn hoa của hoàng cung cũng vậy thôi, có gì lạ đâu chứ. Trời. Ta bắt được mi rồi. Ngươi là ai? Dám bắt con thỏ của ta?
Ta không có nói chuyện với phụ nữ. Muốn đi sao? Người muốn đấu với ta hả? Ta không có đánh phụ nữ. Ta trở tay. Ai nói ngươi không trở tay? Ngươi không sao chứ? Đồ đáng chết, ngươi dám đánh ta. Cũng tại ngươi nói ta đánh trả mà. Dương Phi, quan thượng. Ta không sao chứ? Quan thượng người tới rồi. Sao quan thượng cho người này vào đây? Không biết tung ti, quan thượng đuổi hắn đi đi. Phu nhân à, cháu huynh chỉ giỡn thôi, sao nàng lại giỡn chứ? Bộ hay lắm hay sao chứ? Mời ta ở đây ta cũng đâu có thèm. Bà Thông, để về thật sao? Về chứ sao, ở đây vừa buồn vừa nóng không vui chút nào. Hey, cháu huynh, phu nhân coi kìa, tại sao nàng đuổi khách của ta đi như vậy chứ? Sao quan thượng lại trách thiếp? Hòa thượng à, thành thật xin lỗi. Ê, không sao đâu. À đạo trưởng à, chỗ này không thích hợp luyện võ, hay là tới phụng kiếm của tôi đi ha. Được. Mời. Loại phụ nữ này đúng là rắc rối mà. Người nói gì chứ? Người đuổi theo ta làm gì? Ta không có theo ngươi, ta đứng đây lâu lắm rồi. Chờ ta hả? Ai thèm chờ ngươi. Ngươi xem nè. Nhìn thấy lúc nãy rồi, thấy ghê không chết. Ta chết rồi. Bị ngươi giết chết đó. Thì đợi lại thôi, ta chạy lên núi bắt vài chục con cho ngươi. Con thỏ này trong nước Đại Lý rất hiếm có. Trên mình nó không có lông màu khác. Cứ tìm ở đâu mà đền cho ta chứ. Vậy vậy thì ta cũng hết cách. Có, cứ đền đi. Đền tiền hả? Ta đâu có tiền mà đền chứ. Ta là Dương Phi của nước Đại Lý, bộ tham tiền của ngươi sao? Lúc nãy ngươi dùng tay bóp chết nó, ta muốn chặt cánh tay của ngươi. Mất đi đôi tay làm sao ta đánh nhau. Thôi đừng đi. Ê, bộ ngươi chết rồi hả? Ta chưa giết ai bao giờ á. Ngươi đừng chết nghe. Ôi dạ. Hồi nãy ta đánh nhà ngươi chắc là nhẹ tay quá ha. Sao? Bị treo ngược thấy sao hả? Ngươi thả ta xuống đất đi, rồi tự mình lên thử thì biết. Ngươi muốn xuống sao? Chờ 10 ngày nữa đi. 10 ngày hả? Chắc ta chết đói quá. Ta biết ta đánh thua ngươi, cho nên mới cho ngươi chết đói, rồi chặt hai tay của ngươi. Phụ nữ như nhà ngươi ác độc như vậy, bắn đi lầu xanh cũng không ai thèm. Ngươi có biết sỉ nhục Dương Phi sẽ bị xử chém không? Chém đi chém đi, còn hơn bị treo 10 ngày. Chém đi chém đi. Ta vẫn thích treo ngươi ở đây 10 ngày, cứ đáng chờ đi. Ê ê, thả ta xuống, thả ta xuống nè, thả xuống. Ê, thả xuống. Ê nè. Tham kiến Dương Phi. Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng và đạo trưởng đang ở trong phòng kính. À, Dương Phi, xin hỏi đi đâu? Ta đi đâu mặc kệ ta. Dạ không dám, nhưng mà hoàng thượng đã dặn rằng bất cứ là ai cũng không được vào phòng kính. Ta là Dương Phi, chẳng lẽ ta cũng không được vào? Tham kiến Dương Phi. Hoàng thượng có trong đó không? Dạ có. Thưa Dương Phi. Chuyện gì? Hoàng thượng đã căn dặn ai cũng không được vào. Ta muốn vào đó, ai dám ngăn cản ta? Dương Phi. Phu nhân. Hoàng thượng, người ra rồi sao? Ta có chuyện quan trọng cần làm, tạm thời không ra ngoài được. Vậy khi nào hoàng thượng mới ra ngoài được đây? Nhanh thì nửa năm, nhưng nếu gặp trở ngại có lẽ sẽ mất một năm đó. Hoàng thượng, hoàng thượng có thể tập ít một chút không? Chắc có lẽ phu nhân cũng biết, trước sau gì cầu tiên nhẫn cũng sẽ tới đây giết ta, nên ta phải luyện võ công cho giỏi. Phu nhân, một năm sẽ thấm thoát qua thôi. Nếu như nàng cảm thấy buồn thì nói chuyện với mấy cung nữ đi. Yeah.
Tên kia, người thấy sao rồi hả? À đúng rồi, ta mấy chục tuổi rồi mà chưa từng thấy vui như vậy luôn á. Coi ngươi còn dám cứng đầu nữa không? Ai nói vậy? Ngươi đừng có thả ta xuống nha. Ta phải chờ đúng 10 ngày mới xuống đó. Thật sao? Đúng vậy. Lắc qua lắc lại, vừa thấy mắt mẻ xoay vòng tròn, vui thật là vui, vui quá trời vui. Ngươi vui như vậy thì ta không thích. Để ta thả ngươi xuống. Ê, đừng nghe, đừng nghe. Bây giờ ta thấy thoải mái lắm đó. Nè. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Mẹ của ta nói bị chiếc giày đàn ông ném trúng, ít nhất cũng phải xui 3 năm. Ngươi sẽ xui dài dài. Ngươi sẽ xui dài dài. Ngươi xui dài dài. Trời ơi, tại sao con thả ta xuống? Mưa lớn như vậy mà kỳ vậy chứ.